Rồi, chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Nó này mình tiến hành thử nghiệm nha các bạn, dâm cành cây linh sam nha. Đó, này mình thử nghiệm từ đó giờ chưa dâm nha các bạn. Giờ thử nghiệm dâm nha. Những cái cành này quá đẹp nên tận dụng nó lại nha. Mấy cành này mà dâm sống là mai mốt thành cây trực lắc là cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, linh sam nha các bạn. Thấy anh em dâm đều sống nha, giờ mình tiến hành mình dâm thử nha các bạn. Đó, tận dụng những cành này nè. Đó, này mốt cắt cây bài là cực kỳ luôn. Đó, nếu dâm sống nha các bạn. Đó, linh sam song hình nha. Này, tận dụng những cái cành bỏ đi nè. Đó, mình sử dụng kích rễ N3M nha các bạn. Đó, pha một ít vô. Sau đó tiến hành ngâm cái mấy cái cành mình dâm nha, cần dâm vô nha. Thấy đa số anh em dâm đều sống hết nha. Nay mình tiến hành thử nghiệm dâm thử sao. Lúc trước mình dâm những cái cành nhỏ thì nó sống, giờ không biết cành lớn này nó sống được hay không nha. Đó, chúng ta quậy đều lên. Đó, ngâm vào. Rồi lưu ý cái phần cái cành cành muốn dâm này các bạn, mình phải gọt hết luôn nha. Gọt bỏ những cái phần dập đi nha. Tại khi mình cưa là nó sẽ bị dập. Đó, mình dùng lưỡi lam hoặc là cái dao ghép cành á, mình gọt bỏ những cái phần bị dập đi hết. Tất cả những cái cây mà mấy bạn dâm cành đều làm tương tự như thế này nha. Mai chiếu thủy cũng đều như vậy luôn nha các bạn. Đây. Giờ tiến hành ngâm mấy cái cành cần dâm vô nha các bạn. Đó, chúng ta ngâm từ 10 đến 15 phút nha, bằng kích rễ N3M. Đó, sau khi ngâm từ 10 đến 15 phút, ngâm được 15 phút rồi nha các bạn. Giờ mình tiến hành dâm cành nha. Đó, chất giá thể dùng để dâm cành là tro trấu với sơ dừa nha, hoặc mấy bạn dùng cát xay và sơ dừa đều được nha. Đó, thì mình dùng cái chậu luôn. Cái này mà mốt mình dâm sống là mình đem ra ngoài thôi, không cần phải sang chậu nữa. Chúng ta ém chặt vô nha. Mấy bạn nào có kinh nghiệm dâm cành linh sam thì chia sẻ với anh em nha. Đó, chia sẻ với phần bình luận nha các bạn. Đó, này cái clip này mình chỉ thử nghiệm thôi nha. Thấy những cái cành mà cắt bỏ đi đẹp quá. Đó, mình bỏ thì uổng. Đó, giờ mình tiến hành mình dâm. Nếu sống là thành một cái cây bonsai giá, tạo thành một cái cây bonsai mới luôn nha các bạn. Với chi phí thấp nhất nha. Tận dụng những cái cành bỏ đi. Nó tạo ra một cái cây bonsai với cái chi phí là cực kỳ thấp. Đó, mỗi một cành mình cho vô một chậu nha. Rồi, ép chặt xung quanh nha bạn. Đó, em chặt lại nha để tránh cái sự đổ ngã nha. Khi mình ém nó không chặt nó bị ngã mà nó ra rễ nó sẽ bị đứt cái rễ. Bây giờ mình em nên ém chặt luôn. Ém chặt xung quanh. Đó, trấu với sơ dừa nha các bạn. Các bạn dâm mai chú thủy bằng với bông trang á, bằng trấu sơ dừa tỷ lệ ra rễ rất là cao nha. Vạn niên tùng đều vậy luôn. Đó, mình dâm tùng kim cương, vạn niên tùng đều dùng cái giá thể này hoặc là sơ dừa với cát. Đó, cực kỳ tốt nha. Đó, cái này mình ngâm kích rễ rồi nha bạn, ngâm 15 phút rồi nha. Đó, giờ mình tiến hành vô bầu. Nó đa số anh em dâm sống mà không biết rễ nó ra nhiều hay không nha. Đó, nay mình thử nghiệm. Các bạn xem thấy hay cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn có nhu cầu mua cây giống gì thì vào kênh của mình xem nha. Mình có đăng tất cả các loại cây giống mình bán nha các bạn. À, với giá trên đó luôn, tùng kim cương, vạn niên tùng, linh sam, sam núi trái, mai chiếu thủy, đó, tất cả đều có hết luôn nha các bạn. Đó, dâm mỗi một một cái cây vô một cái bầu. Đó, này mà nó sống thì chúng ta đem ra ngoài 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 nắng luôn, không cần phải sang vô cái bầu nữa. Tại vì chúng ta khi mà dâm sống á, chúng ta nhổ ra nó sẽ bị đứt rễ nữa, nên chúng ta hạn chế cái phần đứt rễ.
Các bạn dăm sâm núi trái cũng làm tương tự như thế này luôn nha, mà mình dùng cái bầu nhỏ nha các bạn, hoặc là bọc ni lông nha. Tại này cái này cái cây lớn nên mình phải dùng cái bầu lớn. Rồi. Vô hết tất cả các cành. Rồi em chặt xung quanh. Lưu ý cái phần mặt cắt mình phải gọt nha bạn. Nếu mấy bạn dăm mai chú thủy rồi mình phải gọt cái mặt cắt nha. Đó, dăm bằng nước hoặc là dăm bằng cát á, mình phải gọt cái mặt cắt, bỏ cái dập đi hết. Đó, tất cả mấy bạn muốn dăm cành gì đều làm tương tự giống như thế này nha. Mỗi một loại thì thời gian nó ra ra rễ sẽ khác nhau nha. Đó, tùng kim cương dăm cực kỳ lâu nha, tùng kim cương là nó 4 đến 5 tháng nó mới ra rễ nhiều nha các bạn. Rồi mình cái nước pha hồi nãy nha các bạn, mình tưới vô luôn nha, cái kích rễ hồi nãy nè. Mình tưới vô luôn. Đó, tưới ướt một lần thôi nha các bạn. Đó, lưu ý là mình dăm cành là mình tưới ướt một lần thôi nha. Đó. Tưới một lần duy nhất thôi. Rồi, tưới hết tất cả các bầu nha. Rồi, sau đó chúng ta bỏ vô cái này, mình bỏ vô cái thùng B luôn nha bạn, hoặc là mấy bạn có thùng mót thì bỏ vô nha. Đó, cái thùng B này nó chỉ được 3 cây thôi. 3 cây là hết rồi. Đó, sau đó mình dùng bọt mủ mình trùm lại nha các bạn. Rồi. Và tiến hành bỏ vào mát nha các bạn. Không để ngoài nắng nha. Chúng ta để ngoài nắng á, nó nóng cái cành dăm mình nó sẽ bị chết nha. Rồi dùng bột mủ trong nè mấy bạn trùm lại nha. Rồi sau đó chúng ta dùng băng keo chúng ta quấn chặt lại nha. Quấn chặt xung quanh lại. Linh Sam chắc tầm khoảng 2 tháng mới ra rễ nha các bạn. Đó, 2 tháng thì chúng ta mở ra và chúng ta kiểm tra nha. Khi nào chúng ta lưu ý thì chúng ta xem khi nào nó ra đọt á, đa số mình dăm những cái cây khác thì khi nào nó ra đọt nó sẽ ra rễ nha. Rồi chúng ta kiểm tra, nếu ra rễ thì chúng ta đem ra ngoài, tầm 2 tháng nó sẽ ra rễ. Rồi các bạn xem thấy hay thì cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bonsai TG, Bonsai Tiền Giang. Nói các bạn có nhu cầu cây giống gì thì vào kênh mình xem.